Kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay thì trên phương tiện truyền thông có đưa tin một cái anh không có được tặng được 100 đô, và do không am hiểu pháp luật thì anh đến cái tiệm vàng và khi anh đổi thì bị phạt một cái số tiền 90 triệu. Đúng sai thì chúng ta hãy phân tích và chờ cái kết quả giảm miễn hoặc là không bị phạt. Tuy nhiên rằng là đối với tôi, thông qua cái vụ của một cái anh mà ảnh chỉ cần là bán có 2,2 triệu mà để bị phạt tới số tiền là 90 triệu, thì tôi rút ra được một vấn đề rằng người dân của mình kiến thức pháp luật hạn chế quá. Tôi biết rằng anh chỉ biết rằng trong ý chí của anh chỉ biết rằng là anh có cái số tiền 100 đô và anh đi bán, anh sử dụng cái số tiền Việt Nam thế thôi. Còn theo cái thông thường, có thể rằng anh đến ngân hàng, cũng có thể anh đến tiệm vàng. Và quý vị và các bạn biết rồi, ngay chính cả bản thân luật sư tôi cũng phải cập nhật những cái thông tin hàng ngày. Chứ tôi cũng không dám nói với quý vị và các bạn là tôi biết hết toàn bộ. Vậy đặt cái bài toán trong hơn 90 triệu người dân của Việt Nam chúng ta, thì ai biết bao nhiêu triệu người dân biết được cái việc bán đô phải đến ngân hàng? Luật này nó có tại thời điểm nào? Cái quy định này nó có tại thời điểm nào? Trước đây, vài năm trước tôi cũng biết là bán đô ở tiệm vàng. Thì bây giờ như vậy đó. Việc, quý vị và các bạn ạ, việc những cái quy định trong bộ luật hình sự thì chúng ta cho rằng là chúng ta không biết là chuyện đương nhiên. Ngoại như một số cái quy định như là giết người, cướp của. Tôi có một cái em phạm tội hình sự đó. Em cướp những cái con chim cảnh đó, ở ngoài đường. Thì sau khi mà bào chữa cho em thì tôi mới nói chung trong một cái tò mò thì tôi cũng nói tại sao em lại không đi trộm, không đi cướp những cái vật như là laptop, như là điện thoại, những cái việc khác. Em bảo với tôi rằng là em không biết, em tưởng là cướp chim không có tội. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải hiểu biết những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Và cái kiến thức chúng ta cần phải nâng lên rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ra đời vào đúng thời điểm. Chúng ta biết, chúng ta vận dụng, đơn giản thôi, phục vụ cho chính nhu cầu của bản thân chúng ta. Hôm nay tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện con hay là cháu, để quý vị và các bạn biết rằng nó gắn liền thật là gần trong những cái quan hệ gia đình. Mà khi chúng ta không được biết, chúng ta không biết luật, chúng ta cũng không biết làm thế nào. Câu chuyện của tôi như thế này quý vị và các bạn. Sáng nay có một anh, đến. Thì anh bảo là hồ sơ của anh là bên thuế bị trả. Tôi bảo lý do là sao bị trả. Thì anh bảo rằng là trong cái giấy khai sinh đúng ra là tên, là tên của ba mẹ anh. Tuy nhiên rằng là trong cái giấy khai sinh là ghi là tên của ông nội anh. Thì như vậy là không đúng. Và bên cục thuế có văn bản trả, yêu cầu chỉnh lại giấy khai sinh, tên là tên của ba mẹ anh. Trở lại vấn đề là anh đi hòm hồ sơ. Gia đình anh có tổng cộng, gia đình ông bà nội của anh có tổng cộng là 5 anh chị em. Trong đó có 3 anh. Thì ba anh chết thì anh là người thừa kế thế vị. Tuy nhiên làm cái bộ khai nhận di sản thừa kế hết rồi quý vị và các bạn.
khai nhận di sản thừa kế của ông nội anh chết để lại. Bà nội anh đứng ra khai nhận di sản, trong đó có 4 người con ruột của ông bà nội và anh là thừa kế thế vị. Thì thật ra suất thừa kế thế vị nó cũng bằng một cái suất của các chú các bác, các cô thôi. Tuy nhiên rằng là không hiểu tại sao thì tôi mới hỏi, ủa theo quy định của pháp luật thì tôi mới liếc, tôi thấy cái giấy khai sinh còn mới quá, mới làm được có 2 tháng. Thì hôm nay là tháng 10 thì giấy khai sinh vào khoảng làm khoảng tháng trước đó 2 tháng. Thì tôi bảo rằng là thế tại sao vị cán bộ lại làm cái trường hợp này? Thì anh bảo rằng là trong cái giấy gọi là tờ khai gia đình, tờ khai hộ khẩu đó, thì cái vị cán bộ sau khi mà xem thì mới thấy quan hệ với chủ hộ như thế nào đó và làm là con. Không phải quý vị và các bạn, chúng ta không thể đánh đồng được cùng một cái hàng thừa kế được. Tôi bảo, tôi giải thích với anh 2 vấn đề. Anh phải chỉnh ngay cái giấy anh là con của ba anh và ba anh là con của ông nội anh trong giấy khai sinh, trong giấy chứng tử. Chứ không thể nào có một tình trạng anh là con của ông nội anh được, ông nội và nội nội anh được. Nếu anh là con của ông của ông nội bà nội thì cùng hàng với chú bác. Và cái việc khai sinh này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần thỏa thuận phần di sản. Thì một cái suất thừa kế của ba anh mà anh là đứa con duy nhất thì cái di sản cũng bằng một suất thừa kế thôi. Thưa quý vị và các bạn, hai câu chuyện gợi đến quý vị và các bạn để nói cái gì? Những cái vấn đề hộ tịch rất đơn giản. Tôi là con của ba tôi và ba tôi chết trước ông nội tôi, thì tôi sẽ được thừa kế thế vị phần mà đáng lẽ ba tôi được hưởng hết. Còn cái chuyện là bây giờ lý do tại sao mà trong giấy khai sinh mới làm lại mà lại làm khai sinh rằng anh là con của ông bà nội anh, đó một là một cái điều đau xót. Tôi cho đó là một cái sự tắc trách, một cái sự không có kiểm tra của cán bộ tư pháp xã phường thị trấn. Tôi bảo anh đơn giản thôi, anh về trở lại cái chỗ cán bộ, vị cán bộ xã phường thị trấn, bảo rằng là chỉnh lại cho tôi đúng, tôi là con của ba tôi và ba tôi có giấy chứng tử, ba tôi là con của ông bà nội, vậy là xong, hàng thừa kế vẫn đủ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua hai câu chuyện về việc một vị bán đô và bị phạt với số tiền là 2,2 triệu và bị phạt một cái số tiền là 90 triệu, câu chuyện vẫn chưa bỏ ngỏ. Và cái câu chuyện thứ hai là con hay là cháu, để luật sư Thu Đoàn gửi đến quý vị và các bạn, rất mong rằng là quý vị và các bạn sẽ hiểu thêm những kiến thức rất là cơ bản của pháp luật để chúng ta tự mình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Những cái vấn đề rất là sát sườn như là chứng tử, như là hộ tịch, những cái cập nhật những cái kiến thức rất là cơ bản. Và tôi nghĩ rằng là chắc từ sau cái vụ mà báo chí đưa tin cái việc mà bán đô la, bán ngoại tệ nói chung không được bán ở tiệm vàng, cửa hàng kim khí đá quý, thì đây cũng là nhân một cái cơ hội để nhân rộng ra, để thêm nhiều người biết được rằng là nếu chúng ta có đô, chúng ta có yên Nhật, chúng ta có Canada, đô Canada, thì chúng ta buộc lòng phải đến ngân hàng nha quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình. Tôi chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.